Rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Thế thì hôm vừa rồi thì mình đã cũng đánh giá sơ bộ được đoạn đầu của Vĩnh Hoàn đúng không? Cũng có những cái chỉ số và mọi thứ cũng tạm thời là ok đúng không? Thế còn tổng kim ngạch xuất khẩu của cá tra trong cái ngành cá tra mà Vĩnh Hoàn đang hoạt động là năm ngoái đã tăng 26%, rất là tuyệt vời đúng không? Và Mỹ ở đây là thị trường lớn nhất. Thế còn bản thân Vĩnh Hoàn trong năm vừa rồi thì doanh thu mới chỉ tăng được có 15% thôi, như vậy là cũng khá chậm đúng không? Không lớn như toàn ngành. Tất nhiên là cái này thì nó bao gồm cả các cái phụ phẩm nữa, nhưng mà phụ phẩm là chỉ cái cá tra là chiếm đến 87% rồi đúng không? Rồi nói chung ngành nghề của ông ấy chủ lực là cá tra thôi, nhưng mà những cái kia còn lại thì cũng quan trọng. Nên vùng nuôi cũng khá rộng đúng không, kéo dài đến 4-5 tỉnh và cũng khá nhiều cả nhà máy. Nói chung là cũng cảm giác là thấy là khá phân mạnh đúng không? Hôm nọ thì chúng ta đang dở đến phần này, bây giờ chúng ta sẽ tiến đến phần tiếp theo nhé. Trang thứ 23 đúng không? Đây là một cái báo của thường niên khá dài. Rồi vị thế công ty nhá. Rồi vị thế hàng đầu đúng không? Thế năm vừa rồi thì đúng không? Phần xuất khẩu cha Việt Nam đúng không? Là 15% đúng không? Chúng ta còn biết là xuất khẩu năm vừa rồi của cá là khoảng 2 tỷ 2, 2 tỷ 2 thì 23 là như vậy, tương đương khoảng hơn 50 ngàn rồi đấy. Đó là 15% chắc là khoảng 7 nghìn rưỡi. Thế còn năm vừa rồi doanh thu của Vĩnh Hoàn khoảng 9.400, mà ở đây họ chỉ có 87% liên quan đến cá thôi. Như vậy chắc là khoảng khoảng 8 ngàn đúng rồi, thì ra là như vậy là khoảng 15% là đúng đấy. Với kết quả này thì Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đứng thứ hai về Việt Nam đúng không? Thế còn trong ngành cá thì nó đang là số 1 đúng không? Đây là số 1 cá đúng không? Và ở đây là số 2 về thủy sản đúng không? Thủy sản thì có cả tôm một tí nữa cơ đúng không? Chắc khả năng đứng đầu thì khả năng cao là Minh Phú rồi, thì sẽ Minh Phú sẽ về số cao rồi, doanh số của Minh Phú là tận 17 ngàn. Tất nhiên là xuất khẩu chỉ là một phần thôi, nhưng mà đó là phần chính, nhưng mà như thế có nghĩa là chắc là Minh Hoàng là số 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 2 trong thủy sản thôi, còn số 1 trong trong cá. Như vậy là rất rất là tốt đúng không? Đây là tốt rồi. Top 5 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất thì là mức tăng trưởng cao rồi. Năm vừa rồi thì 2 năm là tăng 35-40%, nhưng thực ra thì 73 rồi. 2001. Rồi, như vậy là cũng có thể là cái phụ phẩm mình nó bị nhiễu vào đúng không? Nó có thể là cái phụ phẩm này. Vì đang mình muốn tính xem doanh số cá tra. Thôi là rồi. Các doanh nghiệp là thứ mức hai con số, tuy nhiên vì thế công ty là ví dụ như Hùng Vương thứ hai năm 2007 tổng số top 10, khỏi top 10 2018 thì còn giảm mạnh từ 7-2%. Tại thế vị trí này là Biển Đông với mức tăng trưởng từ 6-10% đúng không? Như vậy là doanh công ty lớn thứ hai đây là Biển Đông, công ty này đang có cái thị phần là 10%, thứ khác trong top 5 là mới vào top 5 là Trường Giang, thì còn thì băng từ 3-4% rồi. Đây là cái số liệu từ VASEP nhé, Hiệp hội xuất khẩu thủy sản Việt Nam đúng không? Năm doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong như là 9 năm rồi đúng không? Từ 2010 đến 2018. Vĩnh Hoàn là 345, thế còn Biển Đông 218. Thế còn Nam Việt bây giờ đang đứng thứ 3 đúng không? Là 134. Tức là tương đương với khoảng tầm 6% ngành gì đấy, 700 ngành gì đấy đúng không? IDI là cũng ở sàn 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 Hello đây đúng không? Như vậy trên sàn nó có Vĩnh Hoàn, có Nam Việt và có IDI, thế còn Biển Đông và Trường Giang là chưa lên sàn đúng không? Thế còn năm trước đây đúng không? Năm trước Hùng Vương đây như này, Biển Đông đây, Nam Việt tít dưới. Thế năm vừa rồi thì
Vĩnh Hoàng từ 270 lên 340, như vậy là tăng khá mạnh. Tăng đến 75 tỷ đúng không? Như vậy là 3%. Đặc biệt là Nam Việt đúng không? 85 mà lên đến 134, nhận rồi tăng rất mạnh. Như vậy là năm vừa rồi biến động nó lên tốt nhất vẫn là có nhóm Nam Việt và nhóm Biển Đông đúng không? Biển Đông gần như tăng đến 89%, còn Nam Việt cũng tăng đến 67%. Vĩnh Hoàn thì to rồi chắc chỉ tăng vừa phải thôi đúng không? Đây là Trường Giang là lần đầu tiên vào. Nam Việt đây, IDI lần đầu tiên cũng vào. À đây không phải lần đầu tiên mà là từ năm ngoái cũng thế. Nhưng IDI thì tăng vừa phải thôi đúng không? Như vậy là tăng ấn tượng nhất trên sàn ở thời điểm hiện tại là ANV Nam Việt đúng không? Navico. Đúng không? Nói chung là top đây thì cũng biết là rất mạnh. Đấy, như vậy Nam Việt ngày xưa là 58, xong rồi ngày xưa có cả Việt An ra, Việt An về Sacom rồi, bây giờ làm ăn rất kém rồi, đúng không? Nam Việt vẫn tám mấy triệu đô suốt từ những cái năm 2013 đến đúng năm vừa rồi bắt đầu mới bước bước lên 134, còn trước đấy là toàn ngang thôi. Như vậy là thế, còn toàn ngành thì thấy là có vẻ tăng trưởng tương đối tốt đúng không? Toàn ngành từ lâu lắm rồi đúng không? Cái tỷ 8 này đến 27 đến đúng 28 bắt đầu mới vọt lên đúng không? Như vậy là cần phải xem lại đúng không? Rồi. Như vậy là tổng kim ngạch cá tra đúng không? Rất lâu rồi đúng không? Từ 21 tỷ 8 bây giờ đến đây vẫn tỷ 7 đúng không? Đúng không? Rồi, 28 lên, như vậy là cũng phải lưu ý cái này đúng không? Không biết là hiện giờ nhất thời hay là bắt đầu một cái chu kỳ mới đúng không? Thị trường của Vĩnh Hoàn đây đúng không? Mỹ, Trung Quốc, cả Anh, Canada đúng không? Tiếp tục là bốn thị trường chính của Vĩnh Hoàn đúng không? Khác hẳn. Thế còn bên ANV trước mình đánh giá thì lại không có Mỹ, có Trung Quốc. Wow, cũng có EU, cũng có cả một vài nước khác. Nói chung là bên thị trường bên 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 kia đa dạng hơn, đúng không? ALV là đa dạng hơn, đúng không? Ở Mỹ này, Quốc này, Anh này, đúng không? Và Canada. Rồi. Nhóm thị trường tăng trưởng dương từ 2 số trở lên là gồm các thị trường có giá bán như có tiêu thụ hoặc các Mỹ, Trung Quốc, Bỉ, Nhật do nhóm thị trường từ âm là Anh, Canada thì thiếu hụt nguyên liệu. À rồi vậy là trong khi bên bên ANV là người ta làm từ đầu đến cuối cho nên khả năng họ chủ động cao hơn là rất là nhiều, cho nên năm rồi họ đã vọt lên rất nhanh đúng không? Rồi. Thị trường Mỹ và ASEAN năm rồi thì lại tăng mạnh, trong khi thị trường Mỹ Latin thì lại trầm lắng. Thị phần. À rồi, như vậy là Vĩnh Hoàn đang có cái đặc biệt là chiếm 50% đúng không? Thị phần của Việt Nam bán cá ra vào Mỹ đúng không? Rồi đấy, như vậy là rất lớn. Thế còn là bên còn bên Trung Quốc đúng không? Hạng ba bán là Trung Quốc hạng ba và chiếm tầm 9% thị trường Trung Quốc. Rồi, chủ yếu tập trung vào World Cup rồi. Rồi, như vậy là đang bên kia thì thấy có cả ED, có cả bên ANV đúng không? Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đến thử xem nào. Công ty tập đoàn công ty con này đúng không?
cái thằng là Vĩnh Phước đây đúng không, chắc là mình có ghi đây đúng không, rồi Vĩnh Phước đây, công ty lương thực Vĩnh Hoàn 2 đúng không, công ty Vĩnh Hoàn 4, Vĩnh Phước đây, Thanh Bình Đồng Tháp đây, và một cái nhà máy collagen, collagen đây đúng không, Vĩnh Phước đây, Thanh Bình Đồng Tháp đây, rồi đây. Cái đây chỉ là mô hình thôi. Vĩnh Hoàn 2 thì chỉ có 100 tỷ thôi. À như vậy là không còn Vĩnh Hoàn 2 nữa đúng không? Như vậy chỉ còn Vĩnh Hoàn 4 thôi. Đã bán lại cả công ty kia cho bên nước ngoài. Rồi, xay gạo với gủ gì đấy, ông muốn cắt nghề đi. À cái này ông chỉ được ghi tên thôi, hiện nay chưa có. Collagen này gì ok rồi, Thanh Bình Đồng Tháp này ok rồi, đúng không? Thế còn Vĩnh Phước này thì từ năm ngoái, đúng không? Rồi. Đây là các cái cơ cấu bình thường thôi. Rồi, không có gì tiếp. Rồi, hiện nay các thành viên đây có 1, 2, 3, 5 thành viên. Đúng không? Đây, nhiệm kỳ đây là cũng khoảng 5 năm, 27 đến 21. Rồi, bà Trương thì Lê Khanh, đúng không? 42% như vậy là cực kỳ nhiều. Đúng rồi, thì sao rồi? 61, như vậy cô này là cũng có tuổi rồi, bây giờ là cũng gần như là 60 rồi, cũng là khoảng 58 rồi. Rồi, giữ chủ tịch của Vĩnh Hoàn từ năm 2007, như vậy là cũng lái công ty tốt lên rồi, đúng không? 42%. Rồi, các cái giải thưởng này thì nhìn qua thôi. Đúng không? Ở đây thì dịch đúng không? Tầm 42% công ty. Rất cao, đúng không? Thì là rất cao. Bên ANV ba bố con cũng đang cầm đến 75%. Vậy nói chung là bên ngành cá là có một đặc trưng như thế. Ngô Vi Tâm đúng không? Chính là 79 cái nhân luật. Rồi cũng đã làm đây 16 năm rồi, như vậy là chị này cũng lâu rồi. Giờ đi lên từ bên nhân viên kinh doanh đúng không? Nhưng mà mặc dù là tốt nghiệp cử nhân luật. Rồi, như vậy là từ năm 2016 giờ thì là tổng đốc đúng không? Như vậy là chắc là thay thế cho cái cô Khanh này đúng không? Cô Khanh này chắc ngày xưa là tổng đốc kiêm chủ tịch. Bây giờ chỉ chủ tịch thôi, đúng không? Rồi, như vậy là còn tổng giám đốc thì khá trẻ. Nguyễn Ngô Vi Tâm. Trẻ, đúng không? Rồi, cũng chỉ là chỉ sở hữu thì cũng ít thôi. Thế là mà 0,2% thì đây cũng là 100.000 đúng không? 100.000 của thằng này thì cũng phải khoảng 8 tỷ, 9 tỷ đúng không? Hơn 9 tỷ. Nói chung là về mặt cá nhân như thế cũng là ở tuổi đấy cũng là thành công rồi, đúng không? Tương đối. Trương Tuyết Hoa 2,76 thành viên đúng không, cũng làm đây 22 năm, như vậy là toàn những người làm rất lâu rồi đúng không. Đấy, như vậy là lâu rồi. Rồi, như vậy còn khá trẻ đúng không, Trương Tiên Hoa đúng không, cũng là chị trên là 16 năm, chị này thì 22 năm rồi đúng không, thành viên. Rồi cũng đi lên từ trưởng phòng kinh doanh, nói chung là cái thành viên các thành viên của quản trị này là thấy một là cô kia là sáng lập, nhưng còn hai là mấy chị này là cũng đi lên từ phòng kinh doanh hết đúng không, công tác bán hàng đúng
như vậy là cũng ok đúng không? Như vậy là một cái ban ngành như thế là một cái ban quản trị như thế là cũng ok. Thế thì ở đây thì Nguyễn Thị Kim Đào cũng trên 79, như vậy là cái nhân sự quản trị bên này khá trẻ, kế toán kiểm toán rồi cũng đến 16 năm đúng không? Rồi như vậy là cũng chị này là kế toán trưởng đúng không, bây giờ thì thành viên kiêm giám tài chính Phú Đức cũng thành viên sinh 76, như vậy là ban điều hành này toàn 76 79 rồi. Như vậy là tiêu chung lại thì thấy cái hội đồng quản trị công ty khá sâu, còn khá trẻ trừ chủ tịch kiêm sáng lập, còn lại là rất trẻ đúng không, nên là vẫn còn rất là máu chiến đúng không. Nên nói chung ban hành như thế là cũng ok. Rồi, các tiểu ban này thì chắc là bỏ qua thôi đúng không, tiểu ban hàng hóa dịch vụ rồi tiểu ban nhân sự chính sách tiền lương thưởng đúng không, đấy là chuyện quy trình rồi. Rồi còn cũng bổ nhiệm các cái người đại diện đúng không, và các ban này như là chủ tịch thì đại diện trưởng tất cả các loại ban luôn đúng không, tổng đốc thì là phó phó ban, còn lại là những người kia. Rồi như vậy là đây là lãnh đạo của Quy Hoàn đúng không, đây chắc là Cô Khanh. Rồi bây giờ ban giám đốc xem như nào nhá, ban giám đốc thì thấy có cái chị kia rồi, trên 79 rồi, xem ban hành ở dưới có những cái gì. Nguyễn Ngô Vi Tâm này đúng không, Trương Tuyết Hoa này, Nguyễn Thị Kim Đào là cái tân trưởng này, Võ Phú Đức này đúng không, giám đốc một công ty Colloge thành viên này, Hồ Thanh Huệ đúng không, xe 82 cực trẻ đúng không, chị này vẫn còn rất trẻ. Cũng làm đây 15 năm rồi, như vậy là cũng làm từ rất sớm. Rồi, vậy rất trẻ. Lê Thị Diệu Thi sinh năm 75, cũng 19 năm ở đây, chuyên môn là kỹ sư công nghệ thực phẩm quản trị kinh doanh, kỹ sư môi trường, đây là mấy người kỹ sư cũng gia nhập được 19 năm đúng không? Từ năm 2000, như vậy là cũng cực kỳ sớm đúng không? Như vậy là về tiếp tục giống như hội đồng quản trị thì ban điều hành cũng cũng rất trẻ đúng không? Lê Thị Diệu Thi đúng không? Rồi mình sẽ đi tiếp xem như nào. Đặng Thị Thương sinh năm 87, nhưng em này còn trẻ hơn cơ đúng không, giám đốc phát triển bền vững đúng không? Thạc sĩ sinh học, làm đây 9 năm đúng không, trẻ thì đúng rồi, 9 năm là đúng rồi. Rồi như vậy là rồi, trong chú này có vẻ có tuổi rồi, Huỳnh Đức Trung giám đốc thường trực, làm đây 19 năm rồi. Rồi, kỹ sư công nghệ chế biến thực phẩm chắc là vào từ thời đầu. Rồi, vậy là ok. 76, như vậy là cái ban điều hành vào đồng quản trị luôn, đúng không? Như vậy là kiêm cả hai luôn.